Ukraine kiểm soát 74 vùng ở Kursk, Nga cảnh báo đầu hàng vô điều kiện. Khoảnh khắc Nga đã pháo tóc S vào đoàn xe thiết giáp Ukraine. Mỹ tiếp tục chuyển hơn 80 xe tăng M1A2 Abrams tới Ba Lan. Tân thủ lĩnh Hamas, Jahia Sinwa từng bị Israel bắt hụt. Văn phòng chiến dịch tranh cử của ông Trump bị trộm đột nhập. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Hãng tin AFP mới đây phân tích dữ liệu từ các nguồn tin của Nga do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK chuyển tiếp và đánh giá theo đó, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km vuông bên trong lãnh thổ của Liên bang Nga ở tỉnh Kursk. Trong một video do Văn phòng Dịch vụ Báo chí phát đi, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh, bất chấp cuộc giao tranh dữ dội và khó khăn, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến vào Kursk. Ông Zelensky cũng đăng đoạn phim cho thấy ông đang trao đổi với Tổng tư lệnh Oleksandr Shishky qua video. Trong đó, tướng Shishky báo cáo Tổng thống Ukraine rằng quân đội Ukraine đã tiến sâu vào một số khu vực từ 1 đến 3 km. Trước đó, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk ở miền Tây Liên bang Nga. Ban đầu có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ với sự yểm trợ của 11 xe tăng và 22 xe bọc thép. Chiến dịch nêu trên của Ukraine được coi là cuộc tấn công xuyên biên giới đáng chú ý nhất trên lãnh thổ của Liên bang Nga kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Trong diễn biến có liên quan, ông Dmitry Polyansky, pháo đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, để kết thúc bài phát biểu của tôi về cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine ở Kursk, tôi phải lưu ý rằng những người hy vọng rằng cuộc tấn công này sẽ gây ra bất hòa giữa người Nga và khiến họ sợ hãi đã mắc phải sai lầm nguy hiểm. Động thái này càng khiến xã hội của chúng tôi đoàn kết, và phơi bày bộ mặt thật của đối thủ những người sẽ gặp thất bại hoàn toàn và đầu hàng vô điều kiện ông poliansky cũng chỉ ra rằng không có một lời lên án nào từ các đồng minh phương tây của ukraine về hành động của chính quyền kiev theo ông poliansky cuộc tấn công của ukraine vào kursk là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đã đưa ra một lựa chọn rõ ràng ủng hộ gia tăng và sự thù địch quan chức nga nhấn mạnh đây là phản biện tốt nhất cho tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi những người đã tuyên bố rằng chính quyền Kiev đang xem xét một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Câu trả lời đưa ra đó là một lựa chọn rõ ràng cho việc ủng hộ gia tăng căng thẳng và thù địch. Mong rằng không ai sau này nói rằng chúng tôi sẽ không cảnh báo trước. Ông Poliansky nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào Kursk là một động thái mà Ukraine chắc chắn sẽ phải hối hận sâu sắc. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S của lực lượng pháo binh nước này tấn công một đoàn xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kursk. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của lực lượng pháo binh Nga đã khiến hàng chục binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 5 xe bọc thép bị phá hủy. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, khi tiến hành trinh sát ở vùng Kursk, máy bay không người lái Nga đã phát hiện một đoàn xe bọc thép của Ukraine đang di chuyển trong khu vực. Ngay sau đó, tọa độ mục tiêu đã nhanh chóng được chuyển về trung tâm chỉ huy. Hệ thống phá phản lực phóng loạt Tornado S lập tức được pháo binh Nga kích hoạt. Quân đội Ukraine tổ chức đột kích vào tỉnh Kursk, nằm trong lãnh thổ Nga, vào ngày 6 tháng 8. Vào ngày đầu đó, phía Ukraine sử dụng khoảng 1.000 lính bộ binh, có xe tăng và xe thiết giáp yểm trợ. Phía Nga sau đó đã phản kích để ngăn quân Ukraine tiến sâu hơn. Họ vẫn đang tiếp tục nỗ lực để lùi các đợt xâm nhập của Ukraine. Trong các ngày qua, Nga đã điều thêm nhiều quân nhân và vũ khí, khí tài về vùng Kursk để đương đầu với lực lượng Ukraine đột kích. Đài RT dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, Moscow vẫn tiếp tục gây thêm tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực gần biên giới Nga lên tới 30.000 quân. Ngoài ra, vũ khí hạng nặng của Ukraine đã được phát hiện và triển khai theo hướng này, bao gồm 3 khẩu pháo M777, 3 pháo HIMARS, 4 xe chở quân Kozak, một số hệ thống tên lửa phòng không Buk, khoảng 10 pháo tự hành và hàng chục xe tăng. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Ukraine thiệt hại hơn 100 xe bọc thép trong đó mất hàng trăm binh sĩ và 27 xe bọc thép tại mặt trận Kursk trong vòng 24 giờ. Báo cáo trên cũng nêu rõ các cuộc không kích của quân Nga đã phá hủy 5 xe bọc thép chở quân Stryker, một đoàn xe quân sự của Ukraine gồm một xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân và một xe chiến đấu Kojak. Trang Interia.pl của Ba Lan đưa tin hơn 80 xe tăng M1A2 Abrams từ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức đã được chuyển đến Povis, Ba Lan Ngoài ra, khoảng 150 xe bọc thép chở quân Bradley và 20 pháo tự hành M109 cũng đã được quân đội Mỹ chuyển đến khu vực này. Kế hoạch được Mỹ và Ba Lan bắt đầu triển khai từ tháng 4 năm 2023. Ấn phẩm này cũng lưu ý rằng tất cả xe tăng được Mỹ chuyển đến Ba Lan đều là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng Abrams với tháp pháo, lớp giáp và hệ thống điện tử tiên tiến. Động thái Mỹ triển khai xe tăng và các thiết bị quân sự đến Ba Lan nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ cho sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hồi đầu tháng 7, Mỹ cũng đã chuyển 14 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và một xe phục hồi bọc thép M88 đến kho lưu trữ APS-2 ở làng Povis của Ba Lan. Đây là thông tin được tờ Stars and Stripes dẫn lời phát ngôn viên lục quân Mỹ Terry Welch. Kho APS-2 nằm cách biên giới Ukraine hơn 400 km, dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2025, và sẽ chứa 85 xe tăng, 190 xe chiến đấu bọc thép cùng 35 khẩu pháo. Đại tá Ernest Lin Hay, chỉ huy lữ đoàn hỗ trợ giã chiến số 405 quản lý kho dự trữ cho biết APS-2 có tác động rất lớn đến NATO. Ông lên nói, vị trí chiến lược này cho phép chúng tôi có nhiều con đường tiếp cận cũng như lộ trình khởi hành và lên đường. Trên thực tế, APS-2 là một trong số nhiều kho chứa quân sự được Mỹ duy trì ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Về cơ bản, những cơ sở như thế này cho phép các chỉ huy Mỹ trong khu vực nhanh chóng huy động thiết bị quân sự mà không cần phải chờ hàng được vận chuyển từ Mỹ. Trong đó, APS-2 tại Povis bao gồm không gian nhà kho được kiểm soát độ ẩm, cơ sở bảo trì phương tiện và nhiều công trình hỗ trợ khác nhau rộng 60.000m2 60 cùng với hơn 5.000m2 kho đạn dược. Mặt khác, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng từng cho biết nước này sẵn sàng cho phép mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong bối cảnh quan hệ nga ba lan căng thẳng ông duda cho biết nếu các nước đồng minh quyết định triển khai kế hoạch chia sẻ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi nhằm tăng cường an ninh cho sườn phía đông của nato thì chúng tôi đã sẵn sàng cho ý tưởng đó ông duda nhắc lại với tư cách một quốc gia thành viên nato ba lan có một số nghĩa vụ nhất định về phương diện này chúng tôi đang chỉ đơn giản thực hiện một chính sách chung Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Mỹ đã triển khai một nhóm tác chiến hải quân đến Đông Địa Trung Hải sau hai vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah là Fuad Shuk ở Beirut, Liban và nhà lãnh đạo chính trị Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran, Iran. Việc triển khai diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trước dự đoán về một cuộc phản công của Iran trong tuyên bố do lầu nóng góc đưa ra sau đó, Bộ trưởng Lloyd Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thực hiện mọi bước có thể để bảo vệ Israel và lưu ý đến việc tăng cường thế trận và năng lực quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông trước bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Kênh CNBC của Mỹ cho biết, việc triển khai lực lượng tấn công xảy ra vào thời điểm Washington được kêu gọi sử dụng ảnh hưởng của mình để áp đặt lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo ông Gordon Gray, giáo sư và là cựu đại sứ Mỹ tại Tunisia, thông báo triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Thực ra là nhằm ngăn chặn Iran thay vì làm tình hình căng thẳng. Trước đó, Mỹ đã chuẩn bị lực lượng quân sự để sẵn sàng hỗ trợ Israel. Lầu Năm Góc thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã lệnh triển khai một tàu ngầm tên lửa USS Georgia đến Trung Đông và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đẩy nhanh việc triển khai đến khu vực này. Trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln có các tiêm kích F-35 và F/A-18 tàu sân bay USS Abraham Lincoln được triển khai đến khu vực để thay thế biên đội tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ngoài ra, USS Georgia, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo tên lửa dẫn đường, đã được triển khai đến khu vực này. Theo Hải quân Mỹ, tàu ngầm USS Georgia hoạt động ở địa Trung Hải trong những ngày gần đây và vừa hoàn thành khóa huấn luyện gần Italia. Trong khi các con chức Mỹ giấu tên cho biết, họ cũng đã thấy Iran di chuyển bệ phóng tên lửa và tiến hành các cuộc tập trận quân sự từ cuối tuần trước. Đây có thể là dấu hiệu về việc Tehran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong những ngày tới và lãnh thổ Israel. Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại một cuộc tấn công của Iran lần này có thể được thực hiện phối hợp với những đòn tập kích từ lực lượng Hezbollah ở Liban hay các nhóm dân quân khác do Tehran hậu thuẫn ở Trung Đông nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ Israel. Mỹ hiện phải đối mặt với nhiệm vụ bảo vệ Israel khỏi cuộc tấn công của Iran nếu mọi động thái gian đe thất bại đồng thời theo đuổi các biện pháp ngoại giao nhằm mang lại ổn định cho khu vực. Nguy cơ xung đột toàn diện nổ ra giữa Iran và Israel có thể làm đảo lộ nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn đã trở thành trọng tâm trong di sản ngoại giao và chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden ở Trung Đông. <cười> <cười> Công bố video được quay vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, 3 ngày sau vụ đột kích của Hamas cho thấy công trình ngầm ở thành phố Khan Yunis mà ông Sinwa cùng gia đình và các quan chức Hamas cấp cao khác từng sử dụng. Sinh năm 1962 tại Khan Yunis, ông Sinwa thường được miêu tả là một trong những quan chức hàng đầu và kiên quyết nhất của Hamas. Ông cũng từng bị Israel bắt giữ nhiều lần vào đầu những năm 1980 vì tham gia vào hoạt động chống chiếm đóng tại Đại học Hồi giáo ở Gaza. Ông Sinwa đã dành phần lớn thời gian trong cuộc xung đột để ẩn náu dưới mạng lưới đường hầm phức tạp ở Gaza. Ngay sau khi Hamas công bố thủ lĩnh chính trị mới, Ngoại trưởng Israel, Israel Kass, kêu gọi nhanh chóng loại bỏ ông Sinwa. Ngoại trưởng Israel Kass cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X rằng việc bổ nhiệm Jahia Sinwa làm lãnh đạo mới của Hamas thay thế Ismail Haniyeh là một lý do thuyết phục nữa để nhanh chóng loại bỏ ông này và xóa sổ tổ chức này khỏi mặt đất. Mặt khác, hiện chưa rõ ông Sinwa, người đứng đầu danh sách truy nã gắt gao của Israel, sẽ thực hiện nhiệm vụ ngoại giao thay ông Haniye như thế nào. Trong nhiều tháng đàm phán, ông Haniye đã đi lại giữa thủ đô các nước Ả Rập để thực hiện nhiệm vụ ngoại giao. Song giới quan sát cho biết, ông Sinwa mới thực sự là người đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ thỏa thuận nào. Giới quan sát nói ông Sinwa thường trì hoãn hoặc cắt đứt liên lạc trong các cuộc đàm phán khiến nỗ lực rơi vào bế tắc. Trong nhiều năm qua, ông Sinwa đã giúp thành lập và xây dựng cánh quân sự của Hamas. Việc thay thế ông Haniye sẽ giúp ông Sinwa làm mờ thêm ranh giới giữa cánh chính trị và quân sự của nhóm Hamas, củng cố quyền lực tối cao, theo các nhà phân tích cho biết như vậy. Cố vấn phụ trách truyền thông trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này sẽ phản ứng có chừng mực với vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, cố vấn Ali Asghar Safiyan nêu rõ có lẽ vào 40 năm trước, một số hành động của Iran xuất phát từ sự kích động và cảm xúc, nhưng hiện tại Tehran sẽ phản ứng theo cách chín chắn. Theo ông Safiyan, phản ứng của Tehran sẽ không giống như cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ hồi tháng 4 vừa qua. Lưu ý rằng ám sát thủ lĩnh Haniye là một nhiệm vụ dựa trên thông tin tình báo, nên phản ứng của Iran sẽ có bản chất tương tự và ở mức độ tương tự một thành viên quốc hội iran có quan hệ với lực lượng dân quân được iran hậu thuẫn tại quốc gia này đã nói với washington post rằng tehran sẽ phản ứng hạn chế để tránh gia tăng xung đột một nguồn tin khác từ liban có quan hệ với phong trào hezbollah cho biết iran lo ngại israel và mỹ có thể tấn công chương trình hạt nhân của họ để vô hiệu hóa khả năng gian đe bằng vũ khí hạt nhân của tehran tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đang có những thông tin cảnh báo về việc iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào israel trong những ngày tới để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Haniye ở thủ đô Tehran hồi cuối tháng 7. Cộng đồng quốc tế lo ngại cuộc tấn công tiềm tàng này có nguy cơ đẩy cả khu vực Trung Đông vào xung đột toàn diện. Quyền Ngoại trưởng Iran Ai baghri Kani đã tuyên bố Tehran có quyền đáp trả thích đáng và gian đe đối với Israel để đảm bảo ổn định khu vực, trong khi Israel cũng khẳng định sẵn sàng đáp trả theo cách chưa từng có trước đây trong khi đó, hãng tin Reuters cho hay đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Jeff Flake nói rằng chúng tôi yêu cầu tất cả các đồng minh có bất kỳ mối quan hệ nào với Iran thuyết phục họ giảm gia tăng căng thẳng, trong đó có Ankara. Về phía Israel, theo đài phát thanh quân đội Israel dẫn các nguồn tin chính phủ nước này, trong những ngày gần đây, Israel đã truyền tải thông điệp tới Mỹ và một số nước châu Âu rằng bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào từ phía Iran sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran bất chấp kết quả có ra sao. Tel Aviv nhấn mạnh họ kiên quyết tấn công Iran ngay cả khi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Tehran không gây ra bất kỳ thương vong nào cho Israel. Thông điệp này được cho là nhằm mục đích tránh sức ép từ cộng đồng quốc tế, nhằm tránh phản ứng mạnh mẽ trước một cuộc tấn công của Iran. Quân đội Israel trong những ngày qua đã tăng cường hoạt động tuần tra quân sự và triển khai thêm lực lượng, đặc biệt ở các khu vực nhạy cảm có thể trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa và máy bay không người lái. Reuters mới đây trích dẫn lời đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Jeff Flake cho biết Mỹ đang đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh khác có quan hệ với Iran thuyết phục nước này giảm căng thẳng ở Trung Đông. Đại sứ Jeff Flake đưa ra thông tin này trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng khi Iran và các đồng minh được cho là sắp tấn công Israel để trả thù vụ lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah bị sát hại ông fleck phát biểu tại cuộc họp bàn tròn với các nhà báo ở istanbul nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác rằng chúng tôi đề nghị tất cả đồng minh có mối quan hệ với iran thuyết phục tehran hạ nhiệt trong đó có thổ nhĩ kỳ đại sứ fleck nói về việc đối thoại giữa các quan chức mỹ và thổ nhĩ kỳ rằng họ đang làm những gì có thể để đảm bảo tình hình không gia tăng theo hãng tin reuters quan hệ giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ trở nên căng thẳng trong những năm gần đây một phần vì liên minh của Mỹ với người quốc ở Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố và do Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S400 của Nga, vụ việc khiến Mỹ phải đưa ra lệnh trừng phạt và loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình tiêm kích F35. Tuy nhiên, ông Flick cho rằng quan hệ Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ đang ở vị trí tốt hơn so với trước đây. Ông lưu ý Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng vai trò hữu ích trong việc trao đổi tù nhân lớn nhất của Mỹ kể từ Chiến tranh Lạnh vào đầu tháng 8 tại Ankara. Ông nhận định họ không tham gia về mặt đàm phán nhưng tham gia về mặt hậu cần, họ đóng vai trò quan trọng. Trong nhận định đưa ra ngày 12 tháng 8, đại sứ Flick cho rằng tình hình ở giải Gaza rất khó khăn. Liên quan tới giải đất này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có những phát ngôn cứng rắn với Israel khiến Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể đóng vai trò là bên đối thoại. Ông lưu ý sự chia rẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về Gaza đã thu hẹp sau khi Washington bắt đầu tích cực kêu gọi ngừng bắn, nhưng sự bất đồng vẫn còn tồn tại. Trong một diễn biến liên quan, ngày 12 tháng 8, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ đã chuẩn bị cho kịch bản xung đột gia tăng tại Trung Đông ngay trong tuần này. Theo ông Kirby, Mỹ đã tăng cường lực lượng trong khu vực và chia sẻ mối lo ngại của Israel về nguy cơ bị tấn công. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italia để thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông, gồm cả nguy cơ xung đột giữa Iran, Israel trong khi đó, ngày 12 tháng 8, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết quân đội nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Iran hoặc Hezbollah. Điện Kremlin mới đây cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận về tình hình Trung Đông với Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas tại Moscow. Điện Kremlin thông báo trên Telegram dự kiến sẽ có cuộc trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel gia tăng và thảm họa nhân đạo chưa từng có đang xảy ra ở giải Gaza. Sau khi kết thúc hoạt động ở Moscow, ông Abbas sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với Tổng thống Tayyip Erdogan. Nga có quan hệ gần gũi với đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei và các nhà lãnh đạo Ả Rập, bao gồm Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Moscow lên án vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran gần đây kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không làm tình hình Trung Đông mất ổn định thêm. Trước đó, Reuters dẫn lời hai nguồn tin cấp cao Iran cũng cho hay, thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã chuyển thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin đến giới chức Iran nhân chuyến thăm của ông đến Tehran. Trong thông điệp gửi đến lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Nga Putin đề nghị Iran phản ứng kiềm chế trước việc Israel bị nghi ngờ đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Chủ nhân điện Kremlin đồng thời khuyên Tehran không nên tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Israel. Nhà trắng cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng với các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Italia và Anh thảo luận về việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông và lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các nhà lãnh đạo của năm nước khẳng định ủng hộ bảo vệ Israel trước các hành động tấn công từ bên ngoài. Các nhà lãnh đạo kêu gọi Iran rút lại những lời đe dọa về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Israel, đồng thời thảo luận về những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực trong trường hợp tấn công nổ ra. Trong một tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố, các nhà lãnh đạo của cả năm quốc gia cho biết họ ủng hộ lời kêu gọi từ Mỹ, Qatar và Ai Cập về việc nối lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza để hoàn tất một thỏa thuận càng sớm càng tốt. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn. Kể từ đó, Washington và các nhà trung gian khu vực đã cố gắng sắp xếp thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để đổi lấy con tin, nhưng đã gặp phải nhiều trở ngại. Gần đây, Mỹ, Ai Cập và Qatar đã đề xuất một vòng đàm phán ngừng bắn mới vào ngày 15 tháng 8 tới. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Ngày 13 tháng 8 giờ Việt Nam, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Loudoun, bang Virginia đang điều tra vụ trộm đột nhập vào văn phòng chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Cảnh sát Loudoun nhận được cảnh báo có trộm tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông Trump ở thành phố Ashburn, quận Loudon, bang Virginia. Đây cũng là nơi đặt trụ sở ủy ban địa phương của Đảng Cộng hòa ở bang Virginia, nằm cách thủ đô Washington DC gần 50 km. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thuê văn phòng tại đây để hoạt động. Camera an ninh ghi lại cảnh một kẻ lạ mặt da trắng, mặc quần áo, đội mũ tối màu và đeo ba lô. Ông Mike Chapman, cảnh sát trưởng Loudon tuyên bố Hiếm có văn phòng của bất kỳ chiến dịch vận động chính trị của đảng phái nào bị đột nhập. Chúng tôi quyết tâm xác định nghi phạm, điều tra động cơ vụ việc và xác định xem những gì đã bị trộm. Ở diễn biến khác, gần đây nhất, ekip tổ chức chiến dịch tranh cử của ông Trump dẫn báo cáo của các nhà nghiên cứu tại tập đoàn công nghệ Microsoft nêu rõ, tin tặc nước ngoài đã cố tìm cách xâm nhập vào tài khoản của một quan chức cấp cao tham gia ban vận động tranh cử tổng thống Mỹ hồi tháng 6 năm nay. Cũng theo báo cáo, Tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản của một cựu cố vấn chính trị, sau đó sử dụng tài khoản này để nhắm vào quan chức cấp cao nói trên. Cựu Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng Microsoft đã thông báo tới đội ngũ tổ chức chiến dịch tranh cử của ông về việc một trong các trang web của họ bị tin tặc nước ngoài tấn công, song không có thông tin mật nào bị đánh cắp. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump xác nhận họ đã bị tấn công hệ thống email và cáo buộc Iran gây ra. Người phát ngôn Steve Cheong của ông Trump nói với NBC News người Iran biết rằng ông Trump sẽ chấm dứt chế độ của họ, giống như những gì ông đã làm trong 4 năm đầu tiên tại Nhà Trắng. Bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc cơ quan báo chí nào, đăng tài liệu hoặc thông tin liên lạc nội bộ đều là hành vi làm theo chỉ đạo từ kẻ thù của nước Mỹ và thực hiện những gì họ muốn. Politico đưa tin, email AOL, sử dụng bí danh Robert, bắt đầu gửi tài liệu nội bộ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Trong số các tài liệu bị dò dỉ, có báo cáo dài 271 trang tiêu đề, những điểm yếu tiềm tàng trong đó nêu chi tiết về những điều được đánh giá là điểm yếu của ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa James David Vance. Nguồn tin tuyên bố sở hữu nhiều tài liệu từ các cuộc thảo luận của đội ngũ pháp lý và chiến dịch hỗ trợ ông Trump. Khi được hỏi về nguồn gốc của các tài liệu, Robert khuyên Politico không nên tìm hiểu thêm với lý do là rủi ro pháp lý và cá nhân. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đang điều tra các nỗ lực tấn công mạng nghi là của Iran nhằm vào các cộng sự của ông Trump và các cố vấn của chiến dịch tranh cử của ông Biden, bà Harris. Cơ quan này thừa nhận đã mở một cuộc điều tra về rủi ro an ninh quốc gia khi chỉ còn vài tháng là đến ngày bầu cử. Theo nguồn tin của Washington Post, ba nhân viên trong nhóm chiến dịch của ông Biden, bà Harris nhận phải email lừa đảo cho phép kẻ xâm nhập truy cập vào thông tin liên lạc của người nhận. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết đến nay các nhà điều tra vẫn chưa thấy dấu hiệu các cuộc tấn công đã phát huy tác dụng. FBI bắt đầu điều tra vào tháng 6, nghi ngờ Iran đứng sau nỗ lực đánh cắp dữ liệu từ hai chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Những người này cho biết, các đặc vụ đã liên hệ với Google cùng với các công ty khác để thảo luận về nguy cơ lừa đảo. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump nói, họ bị tấn công khi các phóng viên bất ngờ nhận được bản sao tài liệu thẩm định nội bộ về thượng nghị sĩ J.D. Vance, người đồng hành tranh cử của ông Trump. Trong khi đó, nhóm chiến dịch của ông Biden và Harris cho biết họ vẫn đang cảnh giác theo dõi và bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng nhưng không biết về bất kỳ vi phạm bảo mật nào đối với hệ thống của mình. Nỗ lực xâm nhập diễn ra trước khi tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris hiện là ứng cử viên của Đảng Dân chủ làm ứng cử viên thay thế. Các chi tiết mới cho thấy cuộc điều tra có phạm vi rộng hơn và liên quan đến nhiều nạn nhân hơn so với trước đây. Điều này cũng cho thấy chính trị trong thời đại kỹ thuật số có thể thường xuyên phải đối mặt với các hành vi tấn công mạng. Năm 2016, các quan chức Mỹ từng cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp cho ứng cử viên Donald Trump bằng cách tấn công, công bố email và tài liệu nội bộ của ứng cử viên Hillary Clinton Đảng Dân chủ. Nga bác bỏ các cáo buộc. Trong vụ việc mới, FBI chưa đưa ra thông tin chi tiết, chỉ nói rằng họ đã đọc được tin tức trên báo chí về nghi vấn tấn công mạng. Tuy nhiên, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết nỗ lực lừa đảo dường như đã thành công trong việc xâm phạm thông tin liên lạc của ít nhất một người không chính thức liên quan đến bất kỳ chiến dịch nào, Roger Stone, người bạn lâu năm và là cố vấn của ông Trump. Ông Stone nói, tôi được các nhà chức trách thông báo rằng một vài tài khoản email cá nhân của tôi bị xâm phạm. Điều đáng chú ý là ông Stone từng có mối liên hệ phức tạp với việc các email bị xâm nhập. Ông Stone đã bị kết án 7 trọng tội, bao gồm cả việc nói dối, về những nỗ lực trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 nhằm lấy thông tin các email riêng tư của bà Hillary Clinton từ nhóm Wikileaks. Ông Trump đã ân xá cho ông Stone vào năm 2020. Một cố vấn của ông Trump cho biết các biện pháp bổ sung hiện đang được thực hiện để bảo mật email. Các nhân viên cũng đã được hướng dẫn không đưa bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nhạy cảm nào vào email. Tuần trước, Microsoft ban hành một báo cáo công khai cảnh báo rằng tin tặc Iran cố gắng đột nhập vào tài khoản email của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên phái bộ thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ các cáo buộc về vụ tấn công mạng rằng chúng tôi không tin vào bất kỳ báo cáo nào như vậy, chính phủ Iran không có hoặc không nuôi dưỡng bất kỳ ý định hoặc động cơ nào can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo Reuters, sau khi bị trì hoãn do sự cố kỹ thuật, Cuộc phỏng vấn của tỷ phú Elon Musk với ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã diễn ra trên nền tảng mạng xã hội X vào lúc gần 9 giờ sáng ngày 13 tháng 8 theo giờ Việt Nam, muộn hơn 40 phút so với thời gian bắt đầu theo lịch trình. Trước đó, tỷ phú Musk cho biết X gặp một vụ tấn công DDoS từ chối dịch vụ lớn, khiến cuộc trò chuyện chưa thể bắt đầu. Tuy nhiên, các tính năng còn lại của mạng xã hội X dường như không bị ảnh hưởng. Trong cuộc trò chuyện công khai hiếm hoi giữa ông Trump và tỷ phú Musk, Kéo dài hơn 2 tiếng, ông Trump dành nhiều thời gian để nói về các chủ đề ưa thích của mình, trong đó có vấn đề kiểm soát biên giới và chống nhập cư, khi ông cam kết sẽ tiến hành cuộc trục xuất những người nhập cư trái phép lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu đắc cử. Theo Đài RT, tại cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng đã khen ngợi các mật vụ lao lên sân khấu bảo vệ ông sau khi ông bị bắn trong buổi meeting vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7. Nhưng lưu ý đã có sự thiếu phối hợp chung giữa cơ quan này và các cảnh sát địa phương của bang, không giống các chính khách cộng hòa khác, ông Trump gần như kiềm chế việc công khai chỉ trích hành động của sở mật vụ về sự cố. Ông Trump tiết lộ sẽ quay trở lại bắt lờ vào tháng 10 để tiếp tục cuộc vận động tranh cử ở nơi bị gián đoạn vì vụ ám sát hụt. Tiếp đó, ông chỉ trích tổng thống Joe Biden và bà Harris vì đã cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Cựu tổng thống cáo buộc bà Harris là bất tài vì lời hứa bảo vệ biên giới Mỹ nhưng không làm được gì nhiều dù đã giữ chức phó tổng thống được hơn 3 năm. Ông Musk đồng tình rằng Mỹ nên có một hệ thống quản lý nhập cư hợp pháp, trơn tru và hiệu quả hơn và an ninh biên giới là một vấn đề sống còn cơ bản đối với đất nước. Về chính sách đối nội, ông Trump gây sửng sốt khi tuyên bố nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng, ông sẽ cho đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ và chuyển trách nhiệm quản lý giáo dục cho các bang. Ông than phiền rằng, mặc dù so với bất kỳ quốc gia phát triển nào khác, mỹ đã đầu tư nhiều tiền hơn cho mỗi học sinh nhưng đất nước vẫn thường xuyên đứng cuối bảng xếp hạng về thành tích học tập từng có quan điểm phản đối ông trump tỷ phú musk giờ đây đã quay sang ủng hộ vị cựu tổng thống này về quan hệ đối ngoại ông trump đã tận dụng cơ hội này để nói về mối quan hệ tốt đẹp giữa mình với tổng thống nga vladimir putin chủ tịch trung quốc tập cận bình và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un ông trump cũng khẳng định các cuộc xung đột ở ukraine và giải Gaza sẽ không xảy ra nếu ông vẫn là Tổng thống Mỹ. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, cựu Tổng thống Trump đã hoan nghênh sự ủng hộ của tỷ phú Musk dành cho ông trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Cựu Tổng thống nhấn mạnh sự ủng hộ của ông Musk có ý nghĩa rất lớn đối với ông. Ngay trước thêm cuộc phỏng vấn, ông Trump đã có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội X trong gần một năm im lặng. Ứng viên Đảng Cộng Hòa đã đăng video về chiến dịch tranh cử của mình, trong đó tuyên bố sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Cựu tổng thống Mỹ cũng kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho ông và nhắc nhở khán giả về cuộc phỏng vấn sắp tới của ông với chủ sở hữu mạng xã hội X Elon Musk. Theo giới phân tích, sự kiện là cơ hội mới để ông Trump thu hút sự chú ý vào thời điểm chiến dịch tranh cử của ông đang phải đối mặt với nhiều trở ngại mới. Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ, phó tổng thống Kamala Harris đã giành lại vị trí dẫn đầu của ông trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Mới đây, Ba Lan và Mỹ đã ký hợp đồng sản xuất bệ phóng cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đây là một phần then chốt trong giai đoạn 2 của chương trình WISLA nhằm xây dựng hệ thống phòng không tầm trung hiện đại cho Ba Lan. Lễ ký kết diễn ra tại căn cứ lữ đoàn tên lửa phòng không Ba ở Sochaczew, tỉnh Mazoviecki. Hai bên tham gia ký kết là tập đoàn Huta Stalova Vola PGZ HSV PGZ của Ba Lan và Raytheon của Mỹ. Theo thỏa thuận trị giá 1,23 tỷ đô la Mỹ, HSV PGZ sẽ sản xuất 48 bệ phóng M903 cho hệ thống Patriot. Số bệ phóng này sẽ được trang bị cho 6 khẩu đội Patriot mới, dự kiến bàn giao cho quân đội Ba Lan hai khẩu đội từ năm 2026 đến năm 2029. Ngoài bệ phóng, các công ty thuộc HSVK, PGZ cũng đảm nhận sản xuất nhiều thành phần khác của hệ thống Patriot, bao gồm thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận chuyển và các bộ phận của radar. Chương trình Whistler đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ đa tầng của Ba Lan. Hệ thống này bao gồm 3 lớp, lớp cao nhất là Patriot với tầm bắn lên tới 150 km, lớp thứ hai là hệ thống Narep tầm ngắn hiệu quả đến 25 km và lớp thấp nhất là Pelika và Pelika Cộng để đối phó với các mối đe dọa ở khoảng cách vài km. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Kosiniak Kamis nhấn mạnh an ninh là vấn đề ưu tiên và an ninh của mọi người dân Ba Lan cần được đảm bảo. Hợp đồng được ký kết là một thành tựu to lớn bởi nó sẽ góp phần tăng cường an ninh cho Ba Lan. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Ba Lan, Mark Brzezinski cho rằng hợp đồng được ký kết là minh chứng về lòng tin sâu sắc của Mỹ đối với Ba Lan cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia, đồng thời thể hiện cam kết vững chắc của hai nước trong việc cùng nhau sản xuất và triển khai các hệ thống phòng thủ hiện đại ở sườn phía đông của NATO. Patriot là tên lửa phòng không do Mỹ phát triển và được đưa vào biên chế từ năm 1981. Biến thể mới nhất của Patriot có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Các nước thành viên NATO ở Đông Âu như Ba Lan đang tăng cường năng lực quốc phòng kể từ sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo truyền thông Ba Lan, trong những ngày tới, Mỹ và Ba Lan dự kiến sẽ ký một thỏa thuận mới về việc mua 96 trực thăng chiến đấu AH-64E Apache do Mỹ sản xuất với tổng giá trị hơn 9 tỷ đô la Mỹ để thay thế cho các trực thăng Mi-24 hiện vẫn trong biên chế của lực lượng không quân Ba Lan. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra rất khốc liệt cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Theo Sputnik News, phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2024, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov cho biết, nước này đang tăng cường sản xuất các mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự bố được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn sản phẩm trong số đó đang được sử dụng cho kế hoạch quân sự và khoảng 300 mẫu nằm trong diện nhu cầu đặc biệt. Bộ trưởng Ali Khanop nêu rõ, tổng cộng hàng nghìn mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong số đó, hiện chúng tôi phân loại khoảng 300 mẫu trong diện có nhu cầu đặc biệt. Đối với vị trí ưu tiên này, Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Nga tiếp tục tăng khối lượng sản xuất. Điều này đạt được chủ yếu thông qua việc hiện đại hóa và mở rộng cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực và năng suất lao động theo nhịp độ tại các doanh nghiệp. Ông Ali Khanoub còn tiết lộ rằng mối quan tâm của Bộ Quốc phòng nhiều quốc gia trên tất cả các châu lục trong điều kiện tình hình địa chính trị phức tạp hiện nay đều tập trung vào vũ khí của Nga. Trong điều kiện chiến đấu, vũ khí Nga được thử nghiệm trong các trận giao tranh cường độ cao, binh sĩ đã sử dụng tích cực các hệ thống không người lái và công nghệ thế hệ mới. Kết quả là mức độ tương tác chưa từng có giữa Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp đã được xây dựng để cải tiến sản phẩm. Bộ trưởng Bộ Công thương Ali Khanop cho biết thêm các doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu của mặt trận. Ông Ali Khanop nói thêm rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga dưới áp lực trừng phạt rất mạnh, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn và đã chứng minh rằng họ có thể giải quyết những vấn đề phức tạp nhất. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng hàng chục quốc gia đã cử phái đoàn tới sự kiện và hơn 120 công ty bày tỏ mong muốn được tham gia diễn đàn Army 2024. Trong khuôn khổ diễn đàn có các cuộc triển lãm và hội thảo của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng từ Belarus, Ấn Độ và Trung Quốc. Nga hy vọng sau sự kiện, họ sẽ ký kết thêm được nhiều hợp đồng có giá trị. Mặc dù vậy, triển vọng trên bị đánh giá không cao do nhiều quốc gia lo ngại những lệnh cấm vận mà phương Tây áp đặt. Một điều đáng chú ý nữa là diễn đàn Army 2024 không mở cửa cho rộng rãi khách tham quan, hiện tại chưa rõ mục đích thực sự của Moscow khi tiến hành bước đi trên. Theo báo Anh Telegraph, đợt tập kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga mới đây đã khiến khoảng 180.000 công dân Nga phải sơ tán. Tại vùng Sumy của Ukraine, một chiếc xe tăng T-64 có hình tam giác trên giáp trước ở gần biên giới gần thị trấn Chekaskoye Porsche, Noye, một chiếc xe tăng và các phương tiện bọc thép khác cũng mang biểu tượng này. Và khi quân đội Ukraine tiến vào làng Guevo, binh sĩ đã lái một chiếc xe bán tải có vẽ hình tam giác màu trắng. Biểu tượng này lần đầu được phát hiện vào tháng 6 do lực lượng bộ chỉ huy tác chiến phía Tây, đóng gần biên giới với Belarus sử dụng. Các nguồn tin Ukraine cho biết, việc đánh dấu biểu tượng là một cách để lực lượng KF tránh hỏa lực thiện chiến khi họ hoạt động phía sau phòng tuyến của đối phương trong một nhiệm vụ với nhịp độ nhanh. Các biểu tượng như hình tam giác của Ukraine chữ Z của Nga là một phần đặc điểm của giao tranh hiện đại, đặc biệt khi cả hai bên đều sử dụng nhiều thiết bị giống nhau và quân phục giống nhau. Lực lượng Ukraine sẽ buộc các giải màu vàng hoặc xanh làm từ băng gáp phơ trên quân phục và mũ bảo hiểm của họ. Sau khi Ukraine tấn công vào vùng Kursk thuộc lãnh thổ Nga, thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov thông báo cư dân của quận Krasnaya, Yaruga nằm ở biên giới với Ukraine sẽ được sơ tán vì các hoạt động quân sự. Hãng thông tấn Nga TASS cũng đưa tin 11.000 người đã được sơ tán theo ông Glaskop, binh sĩ nga có thể đối phó với mối đe dọa đang nảy sinh nhưng nhấn mạnh thêm để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân chúng tôi đang bắt đầu di chuyển người dân sống ở quận Krasnaya Yaruga đến những nơi an toàn hơn các nguồn tin nga cho biết quân đội ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào trạm kiểm soát Kolotyloka cửa khẩu biên giới giữa Benrood và vùng Sumi của ukraine quân đội ukraine sử dụng xe bọc thép xe tăng và pháo binh khai hỏa và trạm kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga, đồng thời cho biết chiến dịch này là một phần trong nỗ lực khôi phục công lý của Kiev sau khi Moscow triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Về phần mình, Tổng thống Putin chỉ rõ Ukraine đang cố gắng phá hoại sự ổn định của Liên bang Nga bằng chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, nhưng Kiev sẽ không thành công. Chủ tịch GSC Kalashnikov của Nga Alan Lushnikov cho biết các chuyên gia của công ty này hiện đang nghiên cứu để tích hợp tên lửa chống tăng VIK lên máy bay không người lái UAV. Ông Lushnikov cho biết nhưng không nêu cụ thể về tiến độ công việc cũng như thời hạn của dự án. VIK-1 là tên lửa đa năng và có thể được phóng từ bất kỳ nền tảng nào mà không cần thay đổi thiết kế. Việc tích hợp VIK lên UAV đang được tiến hành với sự phối hợp giữa nhà sản xuất phương tiện không người lái và các chuyên gia của chúng tôi. Nga công bố kế hoạch trang bị tên lửa dẫn đường Vik cho UAV cách đây một năm. Quyết định được đưa ra dựa trên hiệu quả của tên lửa này trên chiến trường. Ngay sau đó, ông Lushnikov nói rằng Kalashnikov cần phải làm việc nghiêm túc với nhà thiết kế chính để xác định những việc cần thực hiện. Khi đó vẫn chưa rõ tên lửa Vik có cần phải chỉnh sửa thiết kế để tích hợp lên UAV hay không. Tên lửa 9K121 Vik là hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng hiện đại do Liên Xô phát triển và Nga nâng cấp sau đó 9K121 Vic đặc biệt được thiết kế để đối phó xe bọc thép, kể cả xe tăng có giáp phản ứng nổ và các mục tiêu trên không tốc độ thấp như trực thăng. Tên lửa dài 2,75m, đường kính 0,13m, nặng 45kg. Vic có khả năng đạt đến vận tốc 2.100km h khiến nó trở thành tên lửa siêu thanh. Hệ thống dẫn đường của tên lửa sử dụng công nghệ dẫn chùm tia laser, đảm bảo độ chính xác cao và khả năng chống lại các biện pháp chế áp điện tử. Trong hoạt động quân sự ở Ukraine, Nga sử dụng tên lửa Vik, chủ yếu từ trực thăng K-52. Tháng 10 năm 2023, có thông tin cho rằng lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa Vik-1 từ trực thăng Mi-28NM trên chiến trường. Tầm bắn của tên lửa Vik-1 là 8 km, một số nguồn tin cho là 10 km. Phạm vi này cho phép trực thăng Nga phóng tên lửa ở khoảng cách tương đối an toàn mà không bị hệ thống phòng không di động Manpass hoặc các hệ thống phòng không tầm ngắn khác đánh chặn. Theo hãng tin TASS, Tập đoàn quốc phòng Rostec thuộc nhà nước Nga tuyên bố tên lửa Vik có thể tấn công với độ chính xác đến không ngờ. Về cơ bản đảm bảo mỗi một tên lửa được phóng ra là một mục tiêu bị phá hủy. Rostec cho biết những tên lửa này hiệu quả vào bất cứ thời điểm nào, cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Vai trò của tên lửa chống tăng Vik trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang tăng lên. Nó được sử dụng để phá hủy cả xe bọc thép trong hầm trú ẩn và đang di chuyển, cũng như tấn công các điểm khai hỏa và vị trí được bảo vệ tốt của Ukraine tên lửa Vik thường được phóng từ các trực thăng tấn công của Nga như cá mập đen K-50 và cá sấu K-52. Những trực thăng này có hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến, hoạt động song song với cơ chế dẫn đường của tên lửa Vik, đảm bảo tấn công chính xác vào cả mục tiêu trên đất liền và trên không. Cuộc xung đột với Nga đã gây ra cuộc di cư cưỡng bức lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ ba với khoảng 9 triệu người Ukraine phải rời bỏ quê hương hoặc tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hơn trong nước. Điều này không chỉ tạo ra các vấn đề xã hội, kinh tế mà còn là một thách thức chính trị khổng lồ. Bộ trưởng Chính sách xã hội Ukraine Oksana Zolnovich nhấn mạnh rằng việc hồi hương của những người di tản sẽ chỉ có thể thực hiện được khi giao tranh toàn diện kết thúc, các vùng lãnh thổ được giải phóng, hòa bình được lập lại và công tác ra phá bom mìn hoàn tất. Chính quyền Ukraine đang phải đối mặt với một thách thức to lớn trong việc hỗ trợ 3,7 triệu người phải di rời trong nước, IDP. Chiến lược của chính phủ nước này về di rời trong nước cho đến năm 2025 nhấn mạnh việc đưa những người này vào các cộng đồng mới cách xa vùng xung đột. Tình trạng di rời hàng loạt đã đặt ra những thử thách lớn đối với cấu trúc xã hội của Ukraine. Bộ trưởng Zonovic cho biết bản thân sự di rời nội bộ đã tạo ra một yếu tố rất mạnh mẽ làm gia tăng căng thẳng xã hội. Nhiều người di cư trong nước vẫn không muốn định cư ở các khu vực mới vì họ tin rằng tình trạng di rời của họ chỉ là tạm thời khi không có sự hội nhập kinh tế và xã hội, bất hòa xã hội có thể gia tăng và nhiều người Ukraine di rời hơn có thể phải quay trở lại tiền tuyến hoặc các khu vực bị giao tranh, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của đất nước. Do đó, sự lạc quan về việc trở về quê hương vẫn còn cao nhưng đang giảm dần. Theo báo cáo của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR, vào tháng 2 năm nay, 72% người di tản trong nước Ukraine có kế hoạch hoặc hy vọng trở về nhà giảm so với mức 84% của năm trước. Sự sụt giảm này cũng tương tự với gần 6,5 triệu người tị nạn ra khỏi đất nước. Đại diện của UNHCR tại Ukraine, Carolina Linholm Building cho biết, nhu cầu hỗ trợ đang tăng lên, đặc biệt là khi mùa đông đến gần, và tác động của việc các cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy có thể tồi tệ hơn. Nhiều người di tản đang dựa vào viện trợ để tránh một cuộc di rời hàng loạt khác chính phủ Ukraine đang thử nghiệm các chiến lược mới, bao gồm đào tạo, trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ và hỗ trợ chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, không có sự hỗ trợ tài chính đầy đủ, một số người buộc phải quay trở lại các khu vực nguy hiểm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đồng bào của mình trở về nước mà không cần đợi xung đột với Nga kết thúc, đồng thời nói rằng đất nước này cần thêm lực lượng lao động để tái thiết. Vẫn có tỷ lệ lớn người dân Ukraine phản đối nhượng lãnh thổ cho Nga, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cũng như các bình luận gần đây của giới lãnh đạo nước này phản ánh sự thay đổi có thể cảm nhận được trong vấn đề hòa đàm. Bà Onha Prechenko cầm tay người mẹ già 85 tuổi khi hai người cùng nhìn vào đài tưởng niệm tạm thời trên cỏ ở trung tâm thủ đô Kiev, trong đó mỗi lá cờ xanh vàng gắn với tên một người lính Ukraine đã tử trận trong xung đột vũ trang với Nga. Họ thường tới quảng trường Maidan dành thời gian nghĩ ngợi về những người đã thiệt mạng và xung đột. Bà Prechenko, 61 tuổi, cho biết... Bà không ưa Kremlin nhưng cũng hy vọng hai bên sớm đạt một thỏa thuận hòa bình. Bà nói, thà có một nền hòa bình tệ hại còn hơn là có một cuộc xung đột tốt. Mỗi lúc một mệt mỏi hơn vì xung đột, giờ đây nhiều người Ukraine cởi mở hơn với ý tưởng đạt được hòa bình thông qua đàm phán. Hồi giữa tháng 7 năm 2024, một cuộc điều tra xã hội do hãng truyền thông Ukraine ZN thực hiện cho thấy khoảng 44% dân thường Ukraine mong muốn khởi động đàm phán chính thức với Nga. Chuyến công du của Ngoại trưởng Ukraine tới một loạt các nước châu Phi trong tuần trước được cho là mang mục đích giành được sự ủng hộ từ các đồng minh và mở rộng ảnh hưởng của Kiev trên một lục địa thường vẫn giữ thái độ trung lập đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Theo báo Anh Telegraph, ngay khi Ngoại trưởng Dmitry Kuleba bắt đầu chuyến công du, ông tuyên bố ông muốn thảo luận về sự tham gia của các quốc gia châu Phi vào các nỗ lực toàn cầu nhằm khôi phục nền hòa bình công bằng cho Ukraine và thế giới. Tuy nhiên, cả chuyến đi của ông tới Malawi, Zambia và Mauritius đã bị lu mờ bởi cơn giận dữ từ một số quốc gia châu Phi khác sau khi Kiev tiết lộ đã hỗ trợ lực lượng phiến quân Turek. Sau khi ám chỉ Ukraine đã cung cấp thông tin tình báo cho phiến quân, phương tiện truyền thông Ukraine đã công bố một bức ảnh cho thấy các chiến binh Turek đang vẫy cờ Ukraine. Thông tin và hình ảnh này đã khiến hai quốc gia bao gồm Mali và Niger, hai quốc gia có lực lượng nga đồn trú cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. Trong khi một khối quyền lực khu vực Tây Phi cảnh báo về sự can thiệp của nước ngoài. Cụ thể, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm kéo khu vực này vào các cuộc đối đầu địa chính trị hiện tại. Sự cố trên không chỉ làm nổi bật cuộc giao tranh danh ảnh hưởng đang diễn ra ngoài các chiến trường châu Âu mà còn cho thấy Ukraine phải nỗ lực thế nào để đuổi kịp tầm ảnh hưởng của Nga ở châu Phi và những nguy cơ tiềm ẩn khi can thiệp. Ông Ulf Lessing, giám đốc chương trình Sahel tại tổ chức nghiên cứu Đức Konrad Adenauer Foundation lý giải, hiện tại sự ủng hộ Nga lan rộng khắp Sahel và Tây Phi, Ukraine nói rằng họ có góp sức trong việc tấn công người Nga, điều đó không được chấp nhận. Đây là một sai lầm khi thừa nhận họ đã góp phần vào một cuộc tấn công vào thời điểm mà người châu Phi đang cảnh giác với những hành động can thiệp của nước ngoài. Ngay từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự vào Ukraine trong năm 2022, nhiều quốc gia châu Phi vẫn giữ thái độ trung lập, từ chối lên án chiến dịch hoặc tham gia các lệnh trừng phạt, trong khi những quốc gia khác dường như nghiêng về phía Moscow. Một số quốc gia cho biết họ từ chối bị lôi kéo vào một cuộc chiến mới vì một cuộc xung đột cách xa hàng nghìn km và phản đối những nỗ lực của phương Tây nhằm thao túng chính sách đối ngoại của họ. Một số nhà lãnh đạo vẫn luôn coi trọng sự viện trợ của Liên Xô trong cuộc đấu tranh giải phóng ngày trước, trong khi một số nước dựa vào sự bảo vệ quân sự từ Moscow để chống lại các nhóm phiến quân. Đi đầu trong nỗ lực giành ảnh hưởng của Nga ở châu Phi kể từ năm 2017 là nhóm lính tư nhân Wagner. Nhóm này được đổi tên thành quân đoàn châu Phi đã cung cấp viện trợ quân sự cho các quốc gia bao gồm Mali, Cộng hòa Trung Phi, Mozambique, Sudan, Libya. Trước phản ứng từ Mali và Niger, ông Andriy Yusuf, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết những tuyên bố của ông về việc Ukraine hỗ trợ phiến quân Turek đã bị hiểu sai. Kiev cho rằng Mali đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine mà không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các sự kiện và hoàn cảnh. Theo nhà phân tích Lê Sinh, Kiev có thể đã cung cấp một lượng nhỏ đào tạo hoặc trang thiết bị nhưng có khả năng họ đã cường điệu hóa sự tham gia của mình. Cũng theo ông này, nếu Ukraine muốn truyền tải được thông điệp của mình, nên tránh nói đến một số loại xung đột độc hại và nhạy cảm với các hành động can thiệp từ nước ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói rằng Ukraine đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào Kursk từ rất lâu. Quan chức này cho biết mục đích của cuộc tấn công của Ukraine không phải là để kiểm soát lãnh thổ Nga lâu dài. Ông nói, chúng tôi không cần đất của Nga, chúng tôi muốn họ thất bại trước chúng tôi. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng, mục tiêu thực sự của chiến dịch là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác của tiền tuyến và đưa cuộc xung đột vào Nga để làm giảm sự ủng hộ của người dân Nga đối với các hoạch quân sự ở Ukraine. Ông cho biết cuộc tấn công cũng nhằm mục đích vạch trần điểm yếu của Nga và giành thế chủ động trong cuộc xung đột. Sau nhiều tháng, Nga đạt được nhiều thành quả ở các khu vực khác. Ông Zagorodnyuk, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 cho biết, hoạt động ở vùng Kursk cũng chứng tỏ khả năng của quân đội Ukraine trong việc thực hiện các chiến thuật mới về hoạt động hợp đồng chiến đấu quân binh chủng theo bài bản phương Tây. Không chỉ vậy, Ukraine đã dự kiến kế hoạch đột kích bất ngờ vào khu vực Kursk thuộc lãnh thổ Nga đến mức các quốc gia vốn hỗ trợ vũ khí cho Ukraine từ trước tới nay đều không hay biết. Thông tin trên được Phó phát ngôn chính phủ Đức, Wolfgang Buchner công bố Ông Buchner cho biết có nhiều thông tin trái chiều, đôi khi bị bóp méo một cách có chủ đích về kế hoạch đột kích bất ngờ vào Kursk. Song ông khẳng định phía Ukraine đã bí mật chuẩn bị kế hoạch không công bố với các nước hỗ trợ vũ khí như Đức. Ông cho rằng những gì Ukraine làm hiện tại giống như chỉ là chiến dịch tấn công giới hạn nhưng sẽ không khôn ngoan nếu Ukraine công khai về chiến dịch. Phó phát ngôn chính phủ Đức khẳng định Berlin sẽ liên lạc chặt chẽ với tất cả các đối tác, trong đó có chính quyền Kiev liên quan đến cuộc đột kích của Ukraine ở Kursk khi được hỏi về việc liệu Ukraine có đang sử dụng vũ khí do Đức cung cấp cho chiến dịch ở Kursk hay không. Ông Buchner cho biết, Berlin không có đủ thông tin để đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, trong một tuyên bố khác, Bộ Quốc phòng Đức nêu rõ không có gì ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí mà Đức cung cấp trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh, luật pháp quốc tế nêu rõ một quốc gia có quyền tự phòng vệ trên lãnh thổ của quốc gia tấn công họ sẽ không có bất kỳ trở ngại nào và Ukraine hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn các phương án. Cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã gây bất ngờ cho Nga, đồng thời thúc đẩy tinh thần của người dân cũng như binh sĩ Ukraine sau một năm chủ yếu tác chiến phòng thủ trước đối phương. Câu hỏi đặt ra đối với Ukraine hiện nay là liệu việc tiếp tục tiến công trên lãnh thổ Nga có đáng để đặt cược binh sĩ và thiết bị quân sự hay không, khi những yếu tố này đang rất cần thiết ở mặt trận Donbass, nơi lực lượng của Kiev đang phải vật lộn để ngăn chặn những bước tấn công của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là khiêu khích nghiêm trọng trong cuộc họp với các quan chức cấp cao, chủ nhân điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ có phản ứng thích đáng đối với cuộc đột kích của Ukraine. Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine đang tìm cách đe dọa Nga, làm suy yếu sự ổn định. Theo ông, với sự hỗ trợ của phương Tây, Kyiv đang bằng mọi cách cải thiện vị thế của mình trước các cuộc đàm phán tiềm năng. Chủ nhân điện Kremlin tuyên bố sẽ không có bất cứ cuộc hòa đàm nào với Ukraine khi Kyiv tiếp tục tấn công dân thường và đe dọa các nhà máy hạt nhân. Tổng thống Putin nhận định một trong những mục tiêu chính của Kiev ở Kursk là chuyển hướng sự chú ý khỏi Donbass, nơi lực lượng Nga đang dần chiếm được vị trí trong những tháng gần đây. Ông nhấn mạnh, nhưng kết quả thế nào? Tốc độ của các hoạt động tấn công không những không hề chậm lại mà trái lại còn tăng gấp rưỡi. Nhiều quan chức quốc phòng Ukraine cũng lên tiếng thừa nhận, trong khi lực lượng dự bị và lính nghĩa vụ của Nga phòng thủ tại tỉnh Kursk, các đơn vị chủ lực của nước này vẫn tiếp tục tiến công dữ dội ở vùng Donbass. Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến miền Đông nói, họ vẫn chịu áp lực tấn công từ phía lực lượng Nga phát ngôn viên Artem Dzeko của Lữ đoàn Cảnh sát Quốc gia Ukraine đang tác chiến gần thành trì Chashovya cho biết, các binh sĩ của chúng tôi chưa cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, không quân Nga mỗi ngày ném 10 quả bom vào khu vực này. Ông Yevhen Sotokan, chỉ huy trung đội phương tiện bay không người lái drone thuộc tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ số 206 Ukraine cho biết, Nga tiếp tục tiến công gần thành phố Toresk, tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này kiểm soát khu dân cư Lysnyknoye, một số khu vực thuộc thành phố Krasnogorovka và tiếp tục tiến công theo nhiều hướng ở tỉnh đô nhất. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ trong bản đánh giá tình hình chiến trường công bố nhận định, Nga dường như mới điều các đơn vị cấp tiểu đoàn trở xuống tới tỉnh Kursk để đối phó với quân đội Ukraine thay vì rút toàn bộ trung đoàn và lữ đoàn chủ lực ở vùng Donbass. tờ The Telegraph trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết bất chấp tuyên bố của giới chức Anh trước đây và hiện tại. London vẫn chưa cho phép Kiev sử dụng tên lửa có tầm bắn lên tới 250 km để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Kiev được cho là đã sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công các vị trí của Nga tại một số vùng lãnh thổ, chẳng hạn như Crimea. Tin tức này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức và nhà ngoại giao lên danh sách các hành động cần thiết để xin phép các đối tác sử dụng vũ khí tầm xa nhằm bảo vệ lãnh thổ Ukraine sự cho phép của các nước có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công chưa từng có của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk từ ngày 6 tháng 8. Trước đó, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tân thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Ukraine có quyền quyết định sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow mà Anh viện trợ với điều kiện sử dụng phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Ông Keir Starmer nói Storm Shadow phải được sử dụng cho mục đích phòng thủ, nhưng việc triển khai chúng như thế nào cho mục đích phòng thủ là do Ukraina quyết định. Mặc dù vẫn chưa xác định chính xác số lượng tên lửa Storm Shadow được chuyển tới Ukraina, nhưng việc sử dụng chúng đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng. Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller được hỏi liệu Ukraina có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga hay không. Ông Miller cho biết, tôi sẽ trả lời như thế này, không có sự thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi và với những gì họ đang thực hiện cũng không vi phạm chính sách của chúng tôi. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Khi đó, ông nhấn mạnh vũ khí do Mỹ cung cấp chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga giáp với vùng Kharkov. Ngoại trưởng Blinken cũng không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi trong tương lai. Trong khi đó, trong phát biểu công khai về cuộc tấn công, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine với sự giúp đỡ của các ông chủ phương Tây đang cố gắng cải thiện vị thế của mình trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra. Tổng thống Putin thể hiện hoài nghi về việc có thể đàm phán với đối phương mà ông cáo buộc đã bắn bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạt nhân của Nga. Ông nói: "Tất nhiên, nhiệm vụ chính là bộ quốc phòng phải loại bỏ, đánh bật đối phương khỏi lãnh thổ của chúng ta. Đối phương chắc chắn sẽ nhận được phản ứng tương xứng." Tổng thống Putin cũng cho rằng Ukraine sẽ tiếp tục có những nỗ lực nhằm gây mất ổn định vùng biên giới phía Tây của Nga. Theo hãng tin Reuters, trong chuyến thăm Kiev, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã gọi chiến dịch xâm nhập gây sốc của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là xuất sắc và táo bạo. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham đã có chuyến thăm Kiev cùng Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Richard Blumenthal. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Graham cho biết, rất táo bạo, hãy tiếp tục phát huy Thượng nghị sĩ Graham còn kêu gọi chính quyền tổng thống Joe Biden hãy cung cấp những vũ khí mà Kiev cần để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột mà họ không được phép thua. Trong cuộc họp với phái đoàn thượng viện Mỹ, tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Washington vì sự hỗ trợ kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Ông Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: "Chúng tôi đã thảo luận về những gì cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột này, bao gồm cả nhu cầu của chúng tôi trong việc sử dụng vũ khí tầm xa." Hồi tháng 6, thượng nghị sĩ Graham cho rằng Mỹ không được phép để Nga giành chiến thắng ở Ukraine vì điều đó có nghĩa là Washington sẽ mất đi khả năng tiếp cận trực tiếp với trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Chính trị gia Mỹ nhấn mạnh, nếu Moscow thắng trong cuộc xung đột hiện tại, nước này có thể sẽ tiếp quản nguồn tài nguyên của Ukraine và chia sẻ nó với nước khác. Ông Graham mô tả kịch bản này là không hợp lý và sẽ tốt hơn nếu Mỹ tiếp cận được với trữ lượng khoáng sản này. Ông Graham nói, Ukraine đang ngồi trên 10.000 tỷ đến 12.000 tỷ đô la Mỹ trữ lượng khoáng sản quan trọng. Họ như đang ngồi trên mỏ vàng họ có thể là quốc gia giàu nhất châu Âu. Nếu chúng ta giúp Ukraine bây giờ, họ có thể trở thành đối tác kinh doanh tốt nhất. Đáng chú ý, việc Ukraine bất ngờ đưa quân tràn vào đất Nga làm lộ những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ biên giới của Nga tại khu vực này. Trong phát biểu công khai về cuộc tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine với sự giúp đỡ của các ông chủ phương Tây đang cố gắng cải thiện vị thế của mình trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra. Tổng thống Putin thể hiện hoài nghi về việc có thể đàm phán với đối phương mà ông cáo buộc đã tấn công dân thường và cơ sở hạt nhân của Nga. Ông nói, tất nhiên, nhiệm vụ chính là Bộ Quốc phòng phải loại bỏ, đánh bật đối phương khỏi lãnh thổ của chúng ta. Tổng thống Putin cho rằng, Ukraine sẽ tiếp tục có những nỗ lực nhằm gây mất ổn định vùng biên giới phía Tây của Nga. Trong bài phát biểu công khai chi tiết nhất của mình về chiến dịch xâm nhập của Ukraine cho đến nay, ông Putin nhận định thêm, Kiev, với sự giúp đỡ của các thế lực phương Tây, đang cố gắng làm chậm bước tiến của quân đội Nga trong kế hoạch quân sự ở Ukraine nghị sĩ Nhật Bản Munio Suzuki, người từng đến Nga vào cuối tháng 7 cho biết, Nhật Bản là quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao nước này có thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Ông nói, trước hết Nhật Bản là quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây là lý do tại sao Nhật Bản có thể đứng ra làm trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tận dụng vị thế này. Ông Suzuki cho rằng Chính phủ Nhật Bản cũng nên đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và xây dựng hòa bình. Về vấn đề này, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, không phải G7. Ông nói, khi G7 xuất hiện, nhóm này chiếm tới 80% nền kinh tế toàn cầu, trong khi hiện tại, con số này chỉ ở mức 40%. Ngược lại, G20, ngoài G7, còn bao gồm các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc, hiện chiếm 80% nền kinh tế toàn cầu. Trong số đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil từng đưa ra các sáng kiến ngừng bắn cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tôi nghĩ rằng đó là những đề xuất thực tế. Ông Suzuki đề xuất Nhật Bản nên dẫn đầu nỗ lực trên con đường hướng tới ngừng bắn và hòa bình. Đồng thời, ông cho biết thêm rằng, sau chuyến thăm Nga, ông dự định trình bày với một số đại diện của chính phủ Nhật Bản và phái đoàn của Thủ tướng Fumio Kishida về chuyến thăm cũng như các cuộc thảo luận giữa ông và các quan chức Nga. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Nhật Bản đã đề xuất hỗ trợ cho Ukraine, nhưng chỉ giới hạn ở hỗ trợ phi quân sự do những hạn chế trong việc cung cấp vũ khí theo Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Nhật Bản đã viện trợ tài chính và các thiết bị phòng thủ phi chiến đấu như áo chống đạn, máy bay không người lái giám sát cho Kiev, đồng thời cùng với các thành viên G7 và các quốc gia có cùng quan điểm lên án hành động của Moscow. Vào tháng 2 năm nay, Nhật Bản đã tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine ở Tokyo cam kết viện trợ không hoàn lại 15,8 tỷ yên, tương đương với 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng điện và năng lượng cùng các dự án phục hồi khác. Tokyo và Kiev cũng đã ký 56 bản ghi nhớ hợp tác trong 7 lĩnh vực như nông nghiệp và số hóa. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa qua cho biết, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy nhiều UAV của Ukraine sau khi số UAV này xuất hiện tại vùng Mogilev ở miền đông Belarus và giáp với Nga hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Lukashenko cho hay còn có một số UAV khác bị ngăn chặn gần thành phố Yaroslav của Nga. Trước đó, một đoạn video trên Telegram cho thấy những mảnh kim loại bị cháy từ cánh và thân UAV nằm rải rác xung quanh một khu rừng. Theo các phương tiện truyền thông Belarus, các UAV được trang bị nhiều thiết bị điện tử và thiết bị của NATO, bao gồm một anten chủ động do Mỹ sản xuất và một hệ thống dẫn đường của Bỉ. Hãng thông tấn Benta của Belarus bình luận, những chiếc UAV này có vẻ như đã được Ukraine lắp ráp cùng với các kỹ sư của NATO. Trong khi đó, ông Lukashenko chia sẻ, vì sao Ukraine cần làm điều này? Tôi không hiểu. Chúng ta cần hình dung ra. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi đã nói rõ với họ và truyền đạt thông điệp rằng bất kỳ sự thách thức nào cũng sẽ bị đáp trả. Vì vậy, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham thống Mỹ Belarus đã nhận lệnh thi hành các biện pháp phù hợp để đảm bảo an ninh cho đất nước. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin cho biết, xét tình hình tại Ukraine và tại tỉnh Kursk của Nga, Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh tăng cường binh sĩ tại các khu vực chiến thuật Gomen và Mozia nhằm phản ứng trước những thách thức. Hai khu vực này nằm ở vùng Gomen, giáp với cả Nga và Ukraine. Ông tuyên bố đối với vụ việc trên, Belarus sẵn sàng đáp trả. Theo đó, các lực lượng quân sự, bộ binh và tên lửa, gồm các tổ hợp tên lửa Polonet và Iskander, đều đã được giao nhiệm vụ triển khai đến các khu vực được chỉ định. Cho đến nay, cả Kiev và những quốc gia đồng minh ở phương Tây đều chưa bình luận về vụ việc. Belarus đã triệu tập đại biện lâm thời Ukraine Olga để phản đối về vụ việc. Bộ Ngoại giao Belarus cảnh báo những hành động như vậy của Ukraine có thể khiến căng thẳng gia tăng hơn nữa và yêu cầu Kiev không để xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai. Bộ này cũng tuyên bố các nhà ngoại giao Ukraine tại Belarus có thể bị ảnh hưởng nếu họ không thể khiến Kiev thay đổi liên quan tới những hành động thách thức như vậy. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!